Thưa quý vị, trong năm 2022, thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn. Giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao khiến các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, rất nhiều doanh nghiệp vẫn tin tưởng thị trường bất động sản sẽ được gỡ băng vào năm 2023. Thị trường vật liệu xây dựng sẽ khởi sắc, tăng trưởng ấn tượng. Năm 2022, dù gặp phải nhiều bất lợi từ tình hình kinh tế chung, nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn Nhôm Đông Á, một trong những nhà sản xuất nhôm thanh định hình lớn nhất Việt Nam, vẫn có được sự tăng trưởng tốt. Đặc biệt do nhu cầu tiêu thụ lớn, Nhôm Đông Á đã đầu tư mở rộng nhà máy tại tỉnh Hải Dương, nâng tổng công suất sản xuất lên 150.000 tấn một năm, tăng 50% so với hiện nay. Tổng số lao động toàn nhà máy lên đến 1.700 người, tăng thêm cơ hội việc làm cho người lao động tại địa phương. Quang Thắng đã được làm hình ảnh đại diện những dấu mốc quan trọng trong phát triển của Nhôm Đông Á trong những năm gần đây. Và vừa rồi thì có những cái biến cố, nhưng Nhôm Đông Á vẫn vượt qua những mọi khó khăn để bước tiếp những chặng đường của mình. Trong năm 2022, ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh thị trường trong nước, Nhôm Đông Á vẫn chú trọng đầu tư vào thị trường quốc tế. Với thế mạnh về chất lượng sản phẩm đã được khẳng định tại các thị trường khó tính trên thế giới như Đức, Mỹ, Canada, Úc, từ những năm đầu thành lập đến nay, sản lượng xuất khẩu của Nhôm Đông Á vẫn không ngừng tăng cao, lên tới hàng chục nghìn tấn một năm. Thuận lợi lớn nhất của công ty chúng tôi là được cùng làm việc với lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình và luôn sáng tạo. Sản phẩm Nhôm Đông Á luôn cải tiến, chất lượng luôn ổn định. Không chỉ mở rộng sản xuất, doanh nghiệp còn đẩy mạnh áp dụng và tích hợp vận hành các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất chất lượng, tạo dựng được sự nhất quán trên nhiều phương diện và các bộ phận chức năng, từ đó cải thiện hiệu quả hoạt động. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp không chỉ phát triển ở thị trường trong nước mà còn đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin Nhịp đập thị trường ngày 16 tháng 12. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.